Tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp đã cho ra mắt bộ sách tuyên bố về quyền và tổ chức chương trình trò chuyện với chủ đề Chuyện gia đình thời hiện đại, ai cũng có quyền. Cuộc trò chuyện nhằm giúp các em học sinh cấp 1, cấp 2 hiểu rõ hơn về những quyền của mỗi thành viên trong gia đình hiện đại. Tuyên bố về quyền là bộ sách Pháp được nhà xuất bản Kim Đồng biên dịch và ấn hành. Bộ sách gồm 4 cuốn: Tuyên bố quyền của mẹ, Tuyên bố quyền của bố, Tuyên bố quyền của con trai, Tuyên bố quyền của con gái, nhằm nhắc nhở việc tôn trọng sự bình đẳng giữa tất cả các thành viên trong gia đình là vô cùng cần thiết trong xã hội hiện nay. Thông qua cuốn sách và cuộc trò chuyện cùng các khách mời, độc giả sẽ tìm được những gợi ý nhân văn để cảm thông, chia sẻ với các thành viên trong gia đình của mình.